Em Thảo xin chào toàn thể quý chị và quý khách hàng. Hôm nay em Thảo lại lên sóng cho chị tham khảo một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi Toyota Vios sản xuất năm 2022 phiên bản số sàn máy xăng, mang khối động cơ là 1.5 bản nhiệt xịt và mang trên mình lốp sơn xì màu vàng cát. Em đeo biển số 98A50293 đến kiểm soát Bắc Giang, tuy nhiên một chủ cũ mới này. Và em đảm bảo cho chị là máy số nguyên zin, keo chỉ cực kèo nguyên bản theo xe và em có cam kết cho chị bằng giấy tờ văn bản. Tha thì bên em sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền mà bên Thảo chào bán nhé. Lốp xe thì rất là dày dặn đi ạ. Hôm kia không theo xe này. Thì nhà đã tích hợp kim cương, điện cục xe. Đây ạ, chủ xe ôm mà có lông tay lắm, mở cửa cho anh chị này. Đây toàn bộ phần nội thất của xe. Vô lăng phủ số thì siêu mới luôn ạ. Đây ạ. Phủ số này. Đắp ly đắp lô thì không có gì để bàn cãi cả, lỗ thất ghế da thì màu đen, trần lì cũng nguyên bản theo xe, đã ốp ni lông chống ở góc cho chị rồi, màn hình cam lùi hành trình đầy đủ luôn. Đây ạ, các bản lề cánh cửa cho anh chị này, vòi voi nhá. Để tiến ra phần đắp ly cánh cửa bên phụ đây ạ, keo chỉ này di 100% luôn. Anh chị có đến xem xe, test xe và lái thử trải nghiệm miễn phí nhá. Đây anh chị làm ở đó ý định hoặc đang có nhu cầu muốn mua xe hoặc muốn trao đổi xe thì cứ alo ngay cho em hoặc đến cửa hàng em xem xe, test xe và lái thử. Nói chung mình đã mất tiền mua thì mình cứ phải trải nghiệm đầy đủ các mẫu xe, hoặc là anh chị có thể tham khảo nhiều hãng xe khác nhau. Đây ạ, anh chị nhìn na răng rất là đẹp này, cốp thì rất là rộng nhá. Cốp thì dòng Vios này bao giờ rất là rộng rãi luôn. Rồi phần đinh bấm của máng nước đây ạ, rất là rõ nét cho anh chị. Tấm tản nhiệt còn như mới rồi. Nói chung là một mẫu xe siêu lướt sản xuất 2022. Bên em Thảo đang chào bán mức giá là 445 triệu đồng, có bao gồm phí rửa sơ. Và bên em có giá cả thì đều có thương lượng nhé, không ai nói 10 bán 10 cả. Nên chị nào mà muốn mua xe thì cứ alo ngay cho em để tham khảo giá và ép giá tiếp nhé. Bên em thì có hỗ trợ banh luôn, hỗ trợ banh từ 70% giá trị xe. Nên với cái mẫu xe này thì bên Thảo hỗ trợ cho các bác thì tầm các bác chỉ cần 150 triệu cho đến 180 triệu là anh chị có thể nhận được xe này. Đây ạ, đây là toàn bộ phần mức tiêu hao nguyên liệu của xe nhé. Nói chung là cái dòng này thì nó là quốc dân rồi. Đa phần anh chị chạy dịch vụ hoặc là muốn đi gia đình mà bền chắc ấy, thì đa phần anh chị đều chọn cái mẫu xe Toyota Vios này. Và hiện tại bên Thảo thì đang khá là nhiều mẫu xe Vios cho anh chị lựa chọn tự động, với số tiền chỉ tầm 400 triệu đồng thôi. 16, 17 bên em đều có luôn. Bây giờ em sẽ nổ máy lên cho anh chị xem về phần chức năng của mẫu xe Toyota Vios 2022 này. Phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Đó. Thì ạ, order là 1.6 vạn, xi nhan trái xi nhan phải đây các bác nhé. Rồi là cần gắn mưa này, đó. Đây ạ, kính chỉnh điện. Nói chung là mẫu xe này anh chị đến em xem xe chỉ có chốt và bàn về giá thôi, chứ còn xe thì không vấn đề nhỏ đâu luôn. Anh chị muốn check đâu, check hãng hay check thợ thoải mái. Còi này, đó. Đó là một xe cực kỳ đẹp và lướt luôn. Không có chạy dịch vụ taxi nhé các bác nhé. Đó, siêu đẹp này. Và bây giờ hãy cùng em tiến ra phần khoang động cơ của chiếc xe này ạ. Hổ số cũng quá lét luôn. Mới tinh. Ở đây là toàn bộ phần khoang máy của xe đây chị nhá. Khoang máy vẫn còn rất là trắng này. Rồi các con ốc của chân máy đây ạ. Còn zin 100% luôn. Chị mà đến xem mà phát hiện ra lỗi em tặng xe các bác luôn này. Rồi phần máng nước đây, giảm sóc này, ốc của lắp cabo, tấm tản nhiệt, rồi là các con ốc của lắp cabo này rất là tròn trịa và đẹp luôn. Máy thì không rung nắp, không loang dầu gì cả. Thì vấn đề về phần máy thì anh chị đến xem xe lái thử xem bộ rung và lắp hay là loang dầu có không biết ngay mà. Đó, em đảm bảo chị cái máy số nguyên zin này. Theo chỉ cục kèo nguyên bản theo xe, em cam kết cho chị bằng giấy tờ văn bản. Trong thời gian sử dụng một tuần trở lên mà anh chị phát hiện ra lỗi thì bên em sẽ hoàn lại 100% số tiền mà anh chị đã chi trả nhé.
vâng, và bây giờ em bảo là quay chi tiết cho chị tham khảo một mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2022, phiên bản số sàn, máy xăng, mang khối động cơ là 1.5 bản Nissan, và bên em đang chào bán là 445 triệu đồng, em bao gồm phí rửa sơ. Anh chị đang có nhu cầu mua xe, bán xe hoặc muốn trao đổi xe thì nhanh tay alo ngay cho em qua số điện thoại là 0963040922 ạ. Và ngay bây giờ em Thảo xin dừng video ở đây, hẹn gặp lại chị ở video sau. Em Thảo xin chào toàn thể quý chị và quý khách hàng ạ.